Chà, nói lưng cò là dính lưng cò. Sao lưng cò mà cũng cái này được rồi, là lưng cò đi. Cỡ này cái lưng cò. Sao nó mới đẹp? Trời gian khe lắm. Sao ra để nó đỉnh. Con này đẹp nhất nãy giờ nè. Cầm quay chánh đèn quay ngay. Đẹp không? Trần quá. Đúng không? Trời. Đã lại luôn. Đẹp ghê không? Cũng kêu độ lưng cò bây giờ nó to vậy rồi giờ sao? Thì nó to vậy cũng lưng cò cũng được. Tôi vô ha. Vô. Kiếm gì bỏ vô để chút con cua đẹp nó cái bà nữa nè. Thôi bắt con cua ra đi. Đây, bữa hay ớn. Nè, nó tung thiệt luôn nè, đầu còn văng luôn nè. Nắm đầu nó cả nhà, chằng văng luôn nè cả nhà. Ồ, nó bự nè. Ê, này biết nó tung luôn, thấy lên tim là biết nó tung rồi. Trời ơi, bự cả nhà. Khủng khiếp không? Để cho mở cái bị ra cái đã. Kìa, nó đưa cái một cái đùi vô nè. Trời, trong cái bị này ha. Quay cái mặt nè. Dữ lắm mà còn nó táp á. Nó gần nó quá, để hai xử nó cho. Ôi nó tỉnh rồi kìa. Đây, cho nó miếng cho điện. Nó xỉu cái nhà cả nhà. Cho nó xỉu đi. Này, cũng có xỉu đâu. Chứ... giờ quá. Chưa. Này cái dạng đẹp ghê không? Rồi nó cắn nó luôn kìa, thấy chưa? Rồi, tự cắn nó khùng đó kìa. Nó khi khùng đâu, nó giữ rồi giữ á. Sao nó điên cuồng à? Nó tự cắn nó luôn đó kìa, thấy ghê. Tự cắn nó luôn kìa. Bởi mình sợ nó lắm. Ý, tỉnh nè. Kiến không cho nó, kiến không cho này. Vậy là kiến cắn nó, cái này cắn nó luôn à. Dính nó quanh đây đi. Cho lụm nó đi. Thấy nó điện không xin nhê gì nó hết trơn à. Mạnh điện lắm. Cho vô bị vậy cả nhà. Mình còn đi bắt nữa đi. Con này hơn 215 cả nhà. Kiến không chỗ này chích điện mà nó không chết hả? Nhê nó quá mạnh luôn. Thằng Dũng cái tim nhỏ mà bự chứ không biết nó luôn, cái tim nó quá trời mà. Từ đây cá nữa nè cả nhà, để nhúng nước nè. Không ơi, tôi không có lấy. Rồi đầu video tắm cá, chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Hôm nay mình đi ra bắt bò hổm chỗ xảy cá lóc đó nha. Nay nước lớn quá trời, nước quá trời lớn luôn. Anh đang vô nước xả người ta luôn nè cả nhà, quay đây con. Đang vô lúa xạ luôn, lúa xạ mà bờ không có cỏ nên nó bẫy nó nè. Cái đường ra thấy ghê, chợ đi người ta la nên lo đi ở quay bờ cơ nhà xem bờ không, không có cỏ nên nó bẫy thành là đắt, thấy ghê đi người ta la. Bẫy luôn. Cái lồng đặt thì có ếch nó không? Ui, con gì mất chuột nữa hả? Ở đây nước dữ rồi. Không có đường đi luôn. Cho nó chơi không?
Ý nó đi qua đây rồi. Trời chỗ này khó nè, lơ mơ té. Đâu rồi? Thấy nó không? Không, mất tiêu rồi. Còi dính đó rồi, dính này vậy. Đó đó. Nó leo bên cây lại, nó leo này. Thấy nó. Thấy đang quay nè. Thấy nó. Mụ lụm thấy không? Mắt còn thấy vậy đó. Ui, nó qua đây. Chỗ này quay không được. Đâu rồi? Đâu rồi? Thấy là đặt ở đây. Đang để kiếp chỗ hay ra. Dính nữa nè. Đây hay lụm là nằm trong góc cây rồi. Không có chỗ đứng quá. Rồi mất tiêu. Cái gì vậy? Gì mà không bị gì đâu. Qua đây chút rồi cho ta lo lành không khỏi. Qua con. Hoàng nha không? Ok. Gì đây? Nhìn thật dữ vậy. Hai đăng tuần bận lắm. Đăng tuần hai lấy nữa. Ừ, cho tôi ghé. Thấy đầy gùi tôi tưởng đâu đâu có chết gùi có bằng cái chén ăn cơm mà. Ê, ê. Con gì? Ê con ếch còi, mất ngáy rồi. Nó nhảy được, cho nó nhảy đi. Đó, chưa? Vậy thôi à. Cua rồi cũng dữ. Cua bự không? Ốc về lần sau luôn. Đây nè, hai tấn trung nữa, hai tấn trung này dữ lắm, hai này ở hai. Cua thả luôn đi. Thôi cua bự rồi. Tổng có cá phi nè. Có hai con cá rô phi. Rồi. Tổng kết nè cả nhà. Quay sơ được con lươn này ngon. Vàng. Con cò mà. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video của Tâm cá. Cua lớn, lớn cua. Thôi được rồi con. Tạm biệt. Tạm biệt. Con cua ra ra thử. Em quay. Con mà tới. Ô con cua. Rồi khoan khoan. Quay cho nó. Thấy không? Thấy rồi, thấy. Nó chạy nè. Kẹp càng rồi nè. Ý, ý, mất rồi, cả chồng mất rồi. Nó kẹp càng hai giờ nó không kẹp nữa. Cua tím đúng không? Ừ. Bắt nó kiểu lên. Thì á, hay mò hay là bắt nó đi. Nó dùng chiêu với con. À, chị cái nó tự cuốn kìa. Trời ơi, càng ngày càng xa. Trời xíu giữa ruộng rồi. Ý, càng càng xa rồi đó. Thấy là không được rồi. Bắt con cua mà đâu phải cần cực khổ vậy. Đơn giản. À, nó quáo đâu này. Ồ, bắt con cua đâu phải cần cực khổ vậy. Nãy giờ hai con cua bự rồi đó. Hai cua đực. Hai cua bự rồi. Một tím bự nha. Ừ. Chuột thôi. Bắt nhiều nhiều quá nó được. Trời vô, thấy không? Ừ. Rồi con tạm ngưng video cái chiếc cái khó thằng khủng nha. Camera đó. Dứt lương ngon coi. Trời ơi. Cái gì vậy? Thế phải ục ra nguyên cái lóc 3-4 kg đâu. Chơi gì kìa. Trời ơi. Ui, cái rô phi. Đây nước bung còn nước bung rồi nè. Dạo uống bung nha không? Trời ơi, phi không à. Kệ, chích cho nó lượn lượn cho chơi. Trời ơi, không có con cò, con cá lóc gì. Có cái này. Hang hay gì kìa. Ừ, cái hang buông nước lên đó. Không có con nào luôn. Chúng ta phải có con lớn lắm chứ. Thôi, tạm lên vô. Quay nó miếng à. Cua này nó nhợm màu hay gì.
quay hết luôn khu ốc cũng tấp vô rồi, thấy không? Có thấy ốc tấp vô bờ không? Ốc chết. Con nào cái gì vậy ta? Trời ơi, ngon khủng khiếp luôn. Chết hết thì còn vỏ không? Hết đồng ruột của thằng lương thì còn còn tài, hết đồng thời gian có một thằng lương ngon. Ủa gì? Cánh chơi chèo. Cảnh quá, ông lậu rồi uống rồi ha. Ừ. Trong cổ có lóc đủ chổng không? Hay đầu tư mình mướn chiếc xe quét hết mấy cái này cái vô đó bắt bao nhiêu tiền? Tung vô đường quay hai này, một hai con bò đâu rồi sống này, đâu có một hai không có lương, có đánh tung không có. Quá không được, thấy gì trơn rồi. Kìa, gió nó thổi góc tôi lắc. Sao? Phải không ta? Hay mà thử coi, phải nặng luôn chết sao đỉnh nổ hừa gió nó lắc. Móc lên nguyên con lương cọ đi. Con lương chết đây kìa. Cái mình bỏ đi cái mất luôn. Qua ruộng nè. Mưa á. Ừ. Qua ruộng này thôi. Vậy cũng không đụng, cũng ngon làm cái hay dứt nó liền chứ. Đừng có dở. Đúng không? Thank you.
Chờ, có ba con chim đậu trên đó. Còn lại đây là đứng mấy chỗ này. Trời, cá lóc nào không? Chở dĩa tùm lum mà sao biết? Cá lóc đó. Chỉ có thể là cá lóc. Không có chuyện này. Đây gò mà. Chẳng 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 dưới hang nữa. Ui. Lóc mà không bắt được nữa. Còn đứng này nhìn chừng thank you.
lóc mà nửa ký nữa đi cũng được. Lưng cổ ngon. Hai con lưng cổ, hai con gắn quá đẹp. Lương còn hả? Nè đi ngon rồi, ta thấy luôn nè. Chứ lại quay. Nó nè. Lên rồi. Đó, rùa đó. Hả? Okay, thấy à, thấy à. Nhỏ hơn con kia chút chứ không. Nè. Ủa, ngang ngửa hay nhỏ hơn ta? Nhỏ hơn miếng mà. Nhỏ hơn nó không trắng trắng hơn, không vàng ha. Trắng trắng. Cũng vậy là cũng được rồi. Được chưa? Rồi. Cái đó làm gì không có đúng không? Cái cốt mình kia ha. Cuốc hai con lươn lại đủ rồi. Coi
rồi sao con chạy sao không? Có gì đâu. Con sao vậy? Có gì vậy? Trời ơi. Con có gì hơn sao không? Có gì? Có gì đâu. Không có cửa. Chụp liền cho không chết chết đi trên cổ chịu. Lương cũng không được bự nữa. Không. Không được bự. Con này cũng không được bự. Có không được đi nãy giờ ngưng lâu quá mà. Con gì ốc ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cây luôn, lưng gắn đi hết hồn. Lưng gắn là vậy chắc quậy nát cái chỗ này. 5 kg. Lưng gắn này gắn 5 kg. Như con gồng luôn. Nhìn sao cái con nào cũng bò ra, chị kêu hay nhau không? Ừ. Chứ không hành đâu nha con. Một chị cứ bò ra khi không hành, nó chuột bự, nó rắn gì. Ở đây thì có lươn rắn, chữ ớt mà. Trước khi hụt còn biết có con lươn không? Ở bên đây chắc cá dữ lắm mà. Hay à, nóng thôi chứ. Bí đường. Càng bị quéo sầu sộp đây.
cá lóc ha. Mắt này. Mà thử mới được, thấy kỳ quá. Tìm kiếm cái gùi nha không? Tìm kiếm cái gùi này. Còn lưng cầu đó. Cúng lực này xuyên mỏ lắm, đúng không? Cúng lưng nó mới được. Chỗ càng nó chọt đâu cỏ nó còn cũng nọng lũng á, giờ sắp kỳ cái công cỏ nó cũng lũng càng được á. Ai không hiểu luôn á. Rồi. Kia bên kia không mấy cây dừa. Hàng quá trời một con này. Ôi. Đứa này, ta đây này, hay chỉ cho. Nè, đây nè. Đây đây nữa nè. Đây nè, đây nè, hay lượm vô coi nè. Quay theo tay hai này không? Ừ. Nè. Đây nữa nè. Lượm không? Thôi. Lượm luôn chứ mình nhà có mà. Nhỏ quá. Ngay chỗ quá trời. Cái gặm lên.
Trời ơi. Cái gì kỳ vậy chà. Thì đang tập trung đây. Nhớ là mấy con này quá lớn không? Ừ. Có nãy chuối à. Quay chuối đi, quay chuối. Quay chuối. Không chuối này không? Thế nào tung dưới này con? Chuối quá trời chuối. Trời ừ. Lò quay nè, bắt con cá lớn. Vì vậy ta. Mấy cái cá của Phi bắt cá của Phi hết nó chạy không? Tung vô. Trời ơi, kỳ vậy. Có mấy cái trái gì vậy con? Rồi, mấy cái trái gì hết rồi. Ngộ hả? Có mấy trái gì vậy? Nhộm nè. Tàn lớn nghe không? Tàn chắc ngon không? Chắc cũng có trái năm rồi, giống bẻ nhánh này có trái này ha. Ừ. Tàn nhộm. Mấy trái đỏ đỏ này sao hay? Quay dưới con. Rupi nè con. Nè. Trời ơi. Chứng còn quay được hên quá. Quay được hả? Sao tọc đây? Kệ hén màu trắng luôn kìa. Bắt không được là kỳ lắm nha. Nè. Trời cũng tí tẹo à. Càng mình mà nó lượn. Chimpanzee luôn. Lượn khủng khiếp. Cũng còn lượm được chứ. Cũng còn lượm được. Trời, cây đây, cây chăm hai cây luôn. Này ông không. 200 luôn. Không được. Nó bí ẩn vậy là ngon dữ lắm. Cút gì mà có trái leo lên. Tập trung vô. Trời ơi, mua cá lóc nó trơn rồi trời. Kỹ chợ. Trời ơi, lóc nó con cá lóc nó hả trông. Có một cái ớt. Đúng nè. Ừ, cái ớt. Nãy hay kiếm tụi xi măng có kìa hay. Dớ ruộng luôn kìa. Trời ơi, thấy cây chăm quá trời ha. Tôi ổng mày đổng vẫn chăm mà. Mà giờ còn không có trái. Chính cái lóc nào bự bự chứ. Từ từ. Quá trời đi. Cho mời đi sớm cho cô ớt. Bác bà đi sớm mà, không có dính. Chặt cây cỏ cạo. Phòng nó chứ. Cao Phi coi. Này, đọc trường trội rồi. Tốt rồi. Cách của bờ ra về để chút không có bờ về chút không. Thử cái này nhỏ quá không nhớ bự lắm mà đúng không? Giống trái chăm á. Không phải đâu con. Không phải chăm nha.
đang là nhẫm á. Chú tấp bờ nó kìa, đang tấp bờ. Cái ba quậy quá. Phúc cần gì? Sao đây? Ủa sao khúc này nãy biết ba đi về đường nào á? Trứng cái bụi gì kìa. Con gì nhảy ra. Chắc ngỡ nó ở đây à. Đụng tàn hai dưới không có nhảy ra được cái lợi tiếp. Không gì. Vừa tính lên á. Nữa không thấy vô. Ai biết. Đi cuối đường luôn. Chắc này đúng không? Ừ. Không biết nó chịu nổi hay nó hay không nữa này. Lấy miếng kia đập hay. Miếng kia nó còn yếu hơn nữa. Này nó ra rồi mà nó còn quẹo quẹo vậy. Kệ lấy miếng kia đập thử coi. Nó vẫn còn quẹo. Có chứ mình mài mới được. Thôi vậy được rồi. Mài cái này cũng được, mài thử. Không có được. Này mà thép đó mình sắt sao con mài. Nó khác nhau có xa lắm. Cái này bằng thép, nó chỉ có xi măng mặt mai mài nó từ từ được. Có ai đứng thôi kìa. Nổm à. Lưng cồ đi. Bút con lưng cồ rồi lên chứ. Đúng rồi mày. Cũng nghe càng đó. Ngồi đấy xíu mất á. Đúng dữ vậy ta. Cái này từng mương cái lọt luôn với cái bà mà được. Lưng cồ cũng cay hơn. Trời, nói lưng cồ là dính lưng cồ. Sao lưng cầu mà cũng cái này được rồi, là lưng lưng cầu đi. Cái này lưng cầu. Sao nó mới đẹp. Trời gian khe lắm. Sao ra để nó không đỉnh. Con này đẹp nhất nãy giờ nè. Cầm quay chánh đèn quay ngay. Đẹp không? Trơn quá. Đúng không? Trời. Đã rồi luôn. Đẹp ghê không? Cũng kêu độ lưng cầu bây giờ nó to vậy rồi giờ sao?
Thì nó to vậy cũng lưng cổ cũng được. Vô vô ha. Vô. Kiếm gì bỏ vô đây chút con cua kẹp nó cái bà nữa nè. Thôi bắt con cua ra đi. Thôi kiếm gì bỏ vô đi. Tao bắt là kiếm này kiếm hay kiếm lá rồi đó con này còn con gì nữa không em cửa quá cay. Thì có lý, mới đây là có lưng cổ. Lưng đó thì cũng tạm lưng cổ đi chứ giờ không có nào. Cậu khủng trong đó không? Nằm hình chỗ này, nãy giờ nó nằm ở chỗ không hình gì. Để nó kém một chút rồi. Nằm hình chỗ này mình giờ nằm ở chỗ không hình gì. Mày đây đứng không được, đứng tụt lên tụt xuống không kỳ cục lắm, không bình thường. Cái gì kìa? Cửa cửa. Thì mình bắt gượng thôi. Cái cửa chỗ này là cái nó hay kém cỏ cái là nó đậm lùm nó. Động lùm bỏ đi. Cái mũi nó cắn ghê gớm. Đầu dữ vậy ta. Mở đầu con lương cồn mà sao kỳ vậy ta? Kìa hái miếng lá bỏ vô ngay. Kìa. Bỏ vô cũng chưa chỗ ở nhau ha. Ừ.
Để không cua nó kẹp chết con cầu à. Bán xuống lên đây. Đây không được. Về tự nhiên thấy con cua nó kẹp cái đầu con lươn các bạn. Bán xuống cây nhiều hơn kìa. Ừ. Luôn đi. Trời, ta đi trước nó kẹp trong phim luôn. Thuận tay vậy hả? Để hai bẻ xong kia kìa. Chè thấy cái đầu con lươn gớt ra là biết con cua kẹp. Vừa có đọt lại cái này khi người ta còn có cũng quang quang chứ mốt là có con xài gì đó không. Còn cái bỏ lá vô. Thấy dính quá. Đó. Đây nha, tưởng cái lá cũng phải tiếng hủ giò con trái. Lấy ra lấy đi, lấy. Đây được, ngon ghê không? Wow, hai đấng tung bự nữa kìa. Wow, hai đấng tung vô. Không trong được. Ok. Tắt ạ. Cái rô bự này con. Nè, cái rô này. Đưa vô đây mới thấy. Nghe nha. À. Tuyệt vời ha. Trướng cũng lùm đâu có chui không lùm được nữa. Trướng cũng lùm. Con ngồng cái đốt ghê quá. Kèo ổ trên còn luôn kìa. Trên đồng hay chứ đâu. Cái nào? Nè, cây bên đây, hưng cây bên đây, cỏ nhỏ xíu à. Con đi không? Đừng ngại. Con chuột nó ra đây, nó gần đây con. Con
không cũng gốc gốc dậu lên không. Ủa có nó bay nhắm vào. Nhìn ớn quá, không có đường đi. Con này vẫn trùng vậy nè, ngay càng hai. Vẫn trùng quá. Ngay càng. Vẫn trùng cắn cái bạo, rồi bữa hay ớn. Nè, vẫn trùng thiệt luôn nè, đầu còn văng luôn nè. Ngắm đầu nó cả nhà. Chằng vằng luôn nè cả nhà. Ồ, con bự nè. Ý, này biết con trùng luôn, thấy lên tim là biết con trùng rồi. Trời ơi, bự cả nhà. Cũng khiếp không? Để cho mở bị ra cái đã. Kìa nó đưa cái một cái đuôi vô nè. Trời trong cái bị này ha. Quay cái mặt nè. Dữ lắm mà còn nó táp á. Nó gần lâu quá, để hai xử nó cho. Ôi nó tỉnh rồi kìa. Đây, cho nó miếng cho điện. Nó xỉu cái nhà cả nhà. Cho nó xỉu đi. Đây, cũng có xỉu đâu. Chứ... giờ quá. Chưa. Này đẹp ghê không? Đồ nó cắn nó luôn kìa, thấy chưa? Coi, tự cắn nó khùng đó kìa. Nó khi khùng đâu, nó giữ rồi giữ á. Sao nó điên cuồng à? Nó tự cắn nó luôn đó kìa, hay ghê. Tự cắn nó luôn kìa. Bởi mình sợ nó lắm. Ý, tỉnh nè. Kiến không cho nó, kiến không cho này. Vậy là kiến cắn nó, cái nó cắn nó luôn à. Dính nó qua đây đi. Cho anh lụm nó đi. Thấy nó điện không xin nhê nó hết trơn à. Mạnh điện lắm. Cho vô bị vậy cả nhà. Con đi bắt nữa đi. Con này hơn 215 cái nha. Kiến không chỗ này chích điện mà nó không chết hả? Như vậy nó quá mạnh luôn. Thằng Dũng cái tim nhỏ mà bự chứ biết nó luôn, cái tim nó quá trời mà. Từ cái này cá nữa nè kìa, để Dũng uống nước nè. Không mời tôi không có lý chứ, nãy tưởng nó không có lý chứ không có lý nè. Nè ngon ghê không, hiểu không? Im muốn trùng nè. Rồi giữ cái rửa tay ra được con cá lóc. Thấy nó lên tim là biết bắn trùng bự ha. Ừ. Lý nha. Kiến không gì đó. Có cái cầu trùng nữa quá. Nước này nước cũng không bò lên, không thấy tim thấy ghê hay nói nó nghi. Tìm quá trời tìm mà nhìn nhuyễn con bự, chừng kiến lửa rồi. Mình bắt mấy con này không có cần cực khổ nó đâu.
tim nữa kìa. Chắc cua quá. Chợ sâu dữ vậy. Sâu dữ vậy. Ngọc tim gì vậy ta? Chợ ngốc bự gây lắm luôn. Lên tim tình trạng một ngốc. Đâu phải lên tim là con cá là con ngốc vậy không? Lên tim xèo xèo xèo. Chạy đông quay về sau trong đường tư đâu, quay đường vô trước. Nãy quay rồi. Tại gì cũng có. Dù gắn luôn á, gì cũng có. Tìm nữa. Không biết gì đây hay lắm luôn. Chắc con cua quá. Cua đang trung lấy bà nữa đây. Con trung nó là sợ nó nhất luôn mất tiền. Cho nó táp cái mà con bự bằng cái cây trụ điện cũng được. Quá hàng quá rồi sâu luôn, hàng cứng mình sâu lắm, chắc cứng nhất. Nếu mà rắn tung là lớn lắm, nó rút cái tông hang rồi sâu bắt được nữa. Tìm nữa. Gì vậy ta? Ủa cái rô nè. Lạ không? Đúng không? Chịu. Lạ thật ha. Ừ. Cái rô mà cũng chui với sình đâu. Bờ. Chưa bờ đâu. Kìa có ổn không kìa. Chứ cái cây quá trời luôn kìa. Ồ, đừng gần nó con. Ba ổ, ba cũng ổ luôn. Đi qua nó đi. Chạy luôn nè, về đây nữa nè. Wow. Nội nó không thấy bóng, thấy bóng mình nó dí á. Cho chồng bắt con lươn mà bị chích phù mỏ chết. Con gì đây nữa đây? Đây ổ mông nè. Sao ta đốt mà còn cái này chừa là chi vậy? Không hay là một sợ á. Chỗ này quá dữ. Ủa đằng đây còn nữa. Trời ơi, góc không có con nào luôn.
trời giờ không có con lóc con lươn vậy trơn, trời góc này trời cái góc này vậy mà không có con nào luôn, nước ngập ngon ghê nè. Chân trống lùm nó có không ạ? Tiêu con chim chạy rõ ràng đi mà chuột bự á, con đón đây nè, đón camera đây hay chọn đây xài đẳng rồi. Động bờ này hôi rắn nó chứ nó cũng quẹo quẹo trong nãy nó không có thấy được chừng xíu không tìm ơi rắn tung nữa rồi, rắn tung luôn tay tìm quá trời đời rắn tung à. Đây ngay càng hai này dưới hang để hang móc nó được rắn tung nữa rồi chơi nó quậm cái tay mình. Không con thấy thấy rắn tung nè cả nhà, đa số đây rắn tung không, rắn tung dữ lắm ở nhà, nó tỉnh nó cắn mình liền với 8 kỹ nó xíu kìa, nó tỉnh này kìa, nó chui cái đầu xuống dưới kìa, chưa đâu đó chui cái đầu đó, mày dùng cách này thôi cả nhà, nó ghê lắm cũng dữ lắm, không xi nhê vậy nè, xi nhê nó bờ rắn tung quá trời, tỉnh nó kìa thấy không, từ từ đi hay mở bị ra cái đó. Con này nó không điện không làm gì được nó ha, cho vô bị này cho nó đẹp ha, à. Bị này xấu quá, bị kia xấu quá, cho nó nằm nữa đi thì mở bị ra cho nó đẹp thôi nha, thấy con này muốn dính điện cũng khó à, cho vô bị này nó dễ bỏ vô nữa, cái bị kia này đựng ếch là nó hiền không, cuối cùng thì nó không có gì nhưng mà nó cắn đau lắm, nó tỉnh tỉnh à. Cho vô bị này cho nó nhìn nó đã mắt, nhìn cho nó bự bự chứ. Ý tỉnh nào, nó táp liền ghê lắm,
chích chích vậy nó cũng bình thường, nó không bị gì. Okay. Nó ghê lắm. Bỏ con kia vô luôn cho nó đẹp hay. Đây, con này cũng... con này bị này để được cắn hiền ha. Ừ. Cắn hiền với ếch. Này đâu đây. Vô. Phập không? Đẹp ghê nè cả nhà. Cho nó phập. Hai tấn trung. Đây đâu quả thế nào cũng được một hai con nữa. Đã ha. Bỏ lên quai. Tuyệt vời ha. Tuyệt vời. Chín hai gắn à. Trông đẹp quá. Ở mấy gốc cây đốt đốt này nè, mình đi gần mấy cây đốt đốt mình bắt nó. Hỏi đâu xa. Đúng không? Ừ. Ở trong bờ ha. Nó không có cửa, con lên tim đi vô ốc vậy. Đúng không? Ừ. Ba mày chở cổng bắt không được, nó cũng tọt, nó bò ra chứ nó đâu có bắt được đâu. Có nằm mấy góc này không? Thấy không? Bằng nào đem con? Hả? Cái thẻ cái càng ra nó quéo qua bên nữa sao chút khó chịu lắm. Có cái tụ cho bằng nào mình chỉ hay nha không? Ừ. Anh nhìn con ông cái bà. Út còn hành bự nữa cái đã ha. Càng mềm quá hay sao chọt méo vậy? Mềm. Càng mềm quéo. Đúng cái góc này cứng á. Mềm tại nó bé quá nó mới mềm, đúng không? Hút con gắn chung bằng cái đầu gối. Chắc con cua quá, nó lên tim như vậy. Ừ, con cua động bự nè con. Nè, con cua nè, cái càng nó to nè. Trời, bị dí à. Ủa, cua đực. Thấy không, cua đực không? Ủa sao nó mờ, từ từ. Rồi, gõ. Nè.
đã không? Còn càng ồ coi cái càng của nó kìa, đã không cua tuyệt vời, đẹp ghê ha, tuyệt vời, quay đẹp. Cái lưng của nó đẹp ghê ha, cho vô cái con kẹp miếng cá không thì bà nữa đây kẹp y chưa vô chiều thứ hai trời sợ lắm nó mà càng lớn nó, tại lúc bị kẹp lần là chờ gán nó quá mà tính trùng nó lên tìm y dẫn trùng. Phút gắn kia cốc coi. Cốc không qua đây đâu con. Thì theo chỗ nó có. Có mà cũng ít. Cũng có nhưng mà ít. Cắn dưới chân không sao chứ nó cắn trên áo mà có vấn đề. Hương ngon lần tay. Nè cái càng nè. Giật chạc ra giật chạc. Nè. Chẹt cỏ mới thấy được. Ừ. Chưa thấy. Ừ. Ừ, nó tuột ra. Ê, ê, lượm đi để xíu tuột á, mất là mất luôn. Thấy được cái đuôi, thấy được cái đuôi. Ui, ý rồi. Rồi. Đây được nó quế quanh đây. Mất là cái ổ lưng ngon mà kỳ á. Mở như vậy. Mở lớn. Nó quế quanh tuột cái đá cứng á. Thì nước lên nó lên mà nó chưa vô nó kìa trời. Bỏ bỏ bị. Chưa vô, chưa vô. Anh nó cũng từ từ thôi. Rồi vô rồi. Từ từ đây. Con cái tay không họ cái mấy cỏ nha, thì con rắn lụt đỏ nha không? Ừ. Đây nó rậm lâu lắm rồi. Cây dừa mà không có trái nha. Ui, cá lóc mà. Con gì con? Chắc cá lóc gọi dãy nè. Hay chuột. Đâu à? Nó cũng cực rượu luôn, không giờ ra hết rượu luôn à. Nó chạy ra làm sao này không? Cửa chỗ này mà gì vậy? Phải con cửa mà nhét ra mất luôn à? Gì vậy? Hành động quá nha con, không phải có con hành nha con. Con hành tuổi nhẹ lắm. Quéo nữa rồi, cái càng tôi quéo quéo nữa. Mày cắn trùng luôn quá. Quéo quá trời nặng à. Đây con gì đây con trai? Lương nhỏ. Càng quéo nặng quá rồi nè. Chờ coi nó công. Coi nó công kìa.
này tắt cái này đó. Bẻ sơ ra. Trời ơi, lủng cái càng luôn mà nó chỉ nhây nó. Càng nó càng chớn mà. Lủng cái tay mình. Tay mình bác chứ đó kìa, thử ai. Bác nó mềm lắm. Thiệt. Ủa nó lủng luôn. Thêm cái lục xi măng nào. Rồi, cơm cán xíu đi. Lục gì sao sớm. Trời ơi. Đi. Nó phải đem theo cái kìm 7 đồng luôn. Chọt chữ quá mà. Cái tay không cỏ nha không? Hay chọt chữ quá nó méo kìa. Đừng lục đỏ không phòng tay không cỏ nha con. Ừ. Cá lóc hả? Trời ơi là trời. Tiếc quá hồi tây.
Nước chảy như suối. Ghê luôn, chim ghê nè, con nhìn chim nó thấy ghê không? Ừ. Ồ, con gì chim quá trời chim luôn. Quá trời chim luôn, bà không thấy cái này ha, đứa con. Chỗ đó luôn chứ. Này luôn hả? Ừ. Nó lên tìm cái nó ngừng, lên tìm cái nó ngừng. Ngay cái này luôn phải không? Ừ. Lên nè con. Nghe đây thấy luôn nè. Nghe. Chín. Trời đúng mấy cái ruột phi luôn. Quay nó. Ngáp ngáp.
mở hàng luôn rồi kìa. Chồng kì máy chích cái của phim mà. Không chết rồi. Không chết luôn. Không sâu quá. Thằng bỏ xuống rồi. Còn lên kia nè. Thằng trước nó lên tiếng gì kìa. Hỏi con bóng mà. Sâu quá lên tiếng ngày càng sâu quá. Không thấy đường hết trơn rồi. Cái lóc rồi con. Ngon không? Nè, ngay đây hay nè. Được không? Con này cũng được. Cú nu luôn á. Cú nu. Sao màu một màu bạc kỳ vậy ta? Quay kỹ nó nhìn xíu. Con nó sao màu trắng bạc này thấy không? Hả? Ừ. Đó. Chưa biến thành màu đen được. Biến. Trời, bắt cá lóc nó đơn giản vậy hả? Con lươn ngon ha. Cá lóc dễ bắt hơn. Đơn giản hả? Lên tim là lụm mà. Không biết con gì. Nè, cua vậy mới gọi là cua, càng to vậy nè. Đúng không? Ngày qua con kia con cua càng cái xíu. Lụm. Nhớ ngày qua con cua ngày qua không? Ừ. Xíu. Tí xíu. Mấy lũ động mình quá trời lũ động chết rồi. Sâu lụm. Ừ, chim 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 chim. Chìm á. Đụng con này. Chìm quá trời cái sạc nó nổi lên rồi con. Con cao lớn mà thôi. Ừ, trụ cá rô phi vậy. Quá trời. Có hai ba con còn nổi lên kêu 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 nè. Lượn lượn á. Nè. Phi ở đồng mình nè, cá rô phi. Phi. Vậy mà cái rô phi lớn không chết nào. Nhỏ quá đâu lụm ha. Nhỏ quá lụm chi. Con ớt nào mẹ trần ở đây rồi khó quá ta phải quay
Wow, nó ngập chị. Thấy à? Trời. Chị hai. Chết rồi. Đâu rồi. Trời ơi. Mất con cái rồi. Trời quá, nó tụt luôn. Nãy chọt cũng dính nè. Chọt còn dính không? Rồi, có nó lượn kìa. Lượn nó lặn nó tiêu rồi. Thấy con gì chỗ này? Con gì mới chỗ này? Con lượn chỗ này đây mà nó không chết nè. Thấy nó lượn nó luôn á. Con gì bắt được lâu mới nổi được lên con chặt nổi lên nữa chìm nó nè thấy không thấy thấy không con thấy chìm luôn à chìm à vậy cái chỉ dính đó bắt được cái đó bắt được nhỏ quá mà một xíu tim này là cái gì lớn vô là cũng phải là con
thấy không? Thấy đây quay nổi còn nổi. Hy sinh hay bởi vậy nãy con nó ra đây chắc nước không à. Thôi rồi nay máy này hết chịu nổi nè. Chắc bên kia có mấy cái bông sen cũng cười. Quay mấy cái này. Nhìn giùm hai con gì đó ra đó. Có con gì đâu. Rắn con gì á. Trời ơi, mày không nhìn giùm hai. Có con gì đâu. Kỳ ghê mắt cho nó.
nói thì vô đây thầy cho mình có con ếch không? Nhảy là cái chỗ ngon nhìn vậy luôn hả cụ tiền quá ha. Đéo. Đúng không? Ừ. Số còn có đường gà hay sao á, đâm luôn cho coi. Ủa có trứng nè, quá lớn vậy có trứng. Chúng mình có đồ nuôi nuôi được con này sắp đẻ anh ha. Ừ. Mốt hay kiếm cái ao cái đê hùng để hay nuôi lương đẻ. Hay giờ bữa nào hay có hùng bắt về để cho nó đẻ ra. Lầm nó hay dầm ra đây nha không? Ừ. Cũng có để cơm dầm.
bì nước này lậu cũng được đâu. Mấy cái ao quan này nước lớn này lậu rồi nó lọt xuống dưới đâu. Bờ đi nó kỳ. Một cú bay nên nó chỗ sâu chỗ cạn không có điều. Không có luôn rồi. Lớn luôn.